chương 631, còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Canh 2. Trong nhân loại khi nào có dạng này tồn tại? Chỉ là thần vương cảnh giới, chiến lực có thể so với cực hạn thần chủ cấp độ. Long tộc thanh niên tự xưng là làm một đời cái thế thiên kiêu, lấy mới vào thần chủ cảnh, liền có được cực hạn thần chủ chiến lực mà tự hào, cho rằng trong vũ trụ, cái khác cường đại tộc đàn giữa bầu trời mới coi như mạnh hơn cũng liền cùng hắn chia 5 năm mà thôi. Trên thực tế đúng là như thế, từ hắn vũ trụ lịch luyện đến nay, tuần tự tao ngộ cơ giới tộc thiên kiêu, thú tộc thiên kiêu, ảnh sát tộc thiên kiêu, ma huyễn tộc thiên kiêu chờ. Những ngày này kiêu đều là có được cường đại thiên phú cùng chiến lực. Long tộc thanh niên cùng bọn hắn từng cái đấu qua, chưa từng thua trận, mạnh nhất, cũng liền cùng hắn chia 5 năm mà thôi. Cho nên hắn mới có tự tin như vậy. Nhưng mà hôm nay đụng phải phong vân, lại làm cho long tộc thanh niên trong lòng nhất lên gợn sóng. Nhân loại tộc quần mặc dù cũng là vũ trụ cường tộc một trong, nhưng là bởi vì bọn hắn cường giả số lượng phong phú, chân chính luận cá thể mà nói, nhân loại tiềm năng là kém xa những tộc quần khác. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng loại này ngoại lệ thật sự là quá hiếm thấy. Cho nên long tộc thanh niên đối với nhân loại tộc quần cái thế thiên kiêu nhóm, là không thế nào để mắt. Nhưng bây giờ, hắn cái này vừa nhận biết bị phong vân sinh sinh đánh vỡ. Tại long tộc thanh niên trong mắt, trước mặt cái này người mặt hắc giáp nhân loại thanh niên tuyệt đối là hắn một đường tới, gặp qua mạnh nhất thiên kiêu. Lấy thần vương chi cảnh, sánh vai cực hạn thần chủ chiến lực, sao mà cường hãn Nhân loại, ta chính là long tộc nhung chiến nói cho ta biết tên ngươi long tộc thanh niên nhung chiến nhìn chằm chằm phong vân nói đao kiếm vương phong vân quét mắt một vòng cái sau thuận miệng đáp sớm trước khi tới hắn liền đã thay hình đổi dạng đem thân phận của mình từ phong vân biến thành đao kiếm vương bắt đầu dùng tiểu hào cứ như vậy vô luận hắn làm chuyện gì chỉ cần giao cho chính mình tiểu hào đao kiếm vương là được mà phong vân cái tên này tạm thời càng ít người biết càng tốt bằng không thì nhường ngoại nhân biết hắn cái này thiên phú kinh khủng vũ trụ ức vạn tộc đàn đều muốn điên cuồng đến lúc đó không chỉ có hắn gặp nguy hiểm cũng biết cho nhân loại tộc quần mang đến tai họa ngập đầu có đôi khi thiên phú mạnh đến khiến người ta cảm thấy kinh khủng nói vậy thì không phải là chuyện tốt mà sử dụng tiểu hào đao kiếm vương nói thì hoàn toàn không có những này lo toan chi lo âu dù sao tại tư liệu bên trong đao kiếm vương tu hành tuế nguyệt đã dài đằng đẳng mặc dù cường đại nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng đao kiếm vương sao đối diện Long tộc thanh niên nhung chiến nhẹ giọng nhắc tới vài câu, đem cái tên này thật sâu ghi nhớ. Sau đó hắn nhìn xem phong vân, thân thể ngươi không sai, nhưng đáng tiếc cảnh giới quá thấp, đợi ngươi vào thần chủ cảnh, lại đánh với ta một trận A. Mặc dù phong vân nhục thân cường hoành vô cùng, nhưng ở long tộc thanh niên trong mắt, cái trước cảnh giới vẫn còn có chút thấp, lấy hắn tự phụ cao ngạo tính cách, tự nhiên sẽ không đi ra tay đối phó một cảnh giới so với chính mình thấp người. Nhưng mà long tộc thanh niên không biết, chân chính phong vân thực lực so với hắn chính mình nhận biết bên trong, mạnh hơn thượng không biết bao nhiêu. Oanh! Lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến mênh mông khí cơ, quét sạch thiên địa, hung uy ngập trời. Ẩn ẩn một đầu xích sắc chim thần ở trong đó chìm nổi, phần thiên chữ hải, thần uy như ngục. Nhung chiến, cùng ta phân cao thấp. Một đạo thanh âm trầm thấp từ phương xa truyền đến, kích nước biển gần sóng vạn trường, nghịch rót cửu trọng thiên. Hừ! Hoàng liệt, ngươi lại tới long tộc thanh niên ngóng nhìn phương xa chim thần hư ảnh hừ lạnh một tiếng một giây sau hắn một bước phóng ra trực tiếp phá không rời đi đón chim thần hư ảnh mà đi không bao lâu phương xa liền truyền đến kinh thiên động địa mênh mông ba động hiển nhiên đôi bên đã chân chính động thủ phong vân đứng tại chỗ nhìn xem cái kia xa xôi bên ngoài to lớn động tĩnh trong mắt có chút hiếu kỳ không nghĩ tới tại cái này thần hải bí cảnh bên trong còn có bực này cường giả Khi nhung chiến cũng không cần nói so sánh là long tộc thiên kiêu có trận chiến này lực rất bình thường, mà cái kia gọi cái gì hoàng liệt, nhìn khí cơ hiển nhiên cũng là một tôn tuyệt thế tồn tại, chiến lực ngập trời. Một bên Thái Mông nhìn ra phong vân hiếu kỳ, cung kính nói, chủ nhân, cái này hoàng liệt là thú tộc thiên hoàng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, tu hành trăm kỷ liền bước vào thần chủ cảnh, cứ nghe vừa vào thần chủ liền có cực hạn thần chủ chiến lực. Cho dù là uy tín lâu năm thiên tài vẫn diệt thần chủ, cũng không dám nói chắc thắng hắn. Thái Mông đến từ thú tộc, đối với cái này hoàng liệt sự tình tự nhiên sẽ hiểu. Trên thực tế, mỗi một cái thú tộc cơ hồ đều biết hoàng liệt si tồn tại thiên hoàng nhất tộc trong thú tộc thần thú tộc sao khó trách có như thế chiến lực phong vân nghe vậy ánh mắt chớp lên nói thần thú nhất tộc tại trong thú tộc là chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị dù cho là long tộc tại đối mặt trong thú tộc thần thú nhất tộc lúc trong lòng cũng có chút kiên kỵ long tộc có thể khinh bỉ thú tộc những tộc quần khác nhưng đối thần thú nhất tộc bọn họ vẫn là không dám quá phận các ngươi ở chỗ này chờ các loại ta đi xem một chút liền trở lại phong vân lúc này đối thất khước thần chủ bọn họ nói vừa mới hắn hình chiếu long tộc nhung chiến bây giờ lại tới một cái hoàng liệt dạng này siêu chất lượng tốt hình chiếu hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ sau khi nói xong dưới chân hắn lóe lên ánh bạc soát một tiếng trực tiếp biến mất tại tại chỗ lại là vận dụng không gian thuấn di năng lực thất khước thần chủ bọn họ nhìn xem phong vân trực tiếp thuấn di rời đi kinh ngạc không thôi cái này đây là không gian thuấn di điều này làm cho bọn hắn mười cái hai mặt nhìn nhau trong lòng hiện ra đáng sợ suy nghĩ chủ nhân, liền không gian thiên phú đều có. Ta thiên, còn có cái gì là chủ nhân không am hiểu sao? Phong vân thuấn di ức vạn km, đi thẳng tới đôi bên giao chiến phụ cận. Hắn thi triển không gian, thời gian cùng hắc ám, cùng biến thân năng lực, trực tiếp ẩn nấp đi. Lập tức hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tại bạo loạn khí cơ chỗ sâu, có hai bóng người đang kịch liệt chém giết lấy. Một trong số đó tự nhiên là kia long tộc nhung chiến, mà đổi thành một cái, thì là một tôn tóc đỏ nam tử, toàn thân xích hồng, không chỉ có liền đầu phát là xích sắc, con mắt chiến giáp cũng thế từ xa nhìn lại tựa như một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt nó phụ cận liền không gian đều bị thiêu đốt hòa tan có thể nghĩ nhiệt độ có bao nhiêu đáng sợ phong vân bây giờ cách bọn họ vị trí khoảng cách sớm đã đạt tới hình chiếu điều kiện lập tức ánh mắt tại tóc đỏ nam tử trên thân dừng lại thêm một hồi len keng nương theo lấy một tiếng thanh âm nhắc nhở báo trước hình chiếu đã tạo ra giải quyết hai cá siêu chất lượng tốt hình chiếu tới tay phong vân trong mắt vui mừng liên tục nhịn không được hướng hình chiếu trong kính nhìn lại. Hình chiếu đối tượng, Nhung Chiến, Kim Long nhất tộc. Tuổi tác, 101 V Đức Kỷ. Cảnh giới, thần chủ sơ kỳ. Rơi xuống. Thần chủ cấp võ kỹ Long Chiến Vu Giả. Thần chủ cấp võ kỹ Thương Long Nhất Kích. Thần chủ cấp võ kỹ Long Thần Thất Sát. Thần chủ cấp kim hệ công pháp Kim Long Thánh Điển. Thiên Phú Thần Thông, Bất Tử Chi Thân. Thần chủ cấp kim hệ Thiên Phú. Kim Chi Phát Tắc, 10 tầng hình chiếu đối tượng, hoàng liệt, thiên hoàng nhất tộc. Tuổi tác, 100 v đức kỷ. Cảnh giới, thần chủ sơ kỳ. Rơi xuống. Thần chủ cấp võ kỷ, hoàng dực tuyệt trảm. Thần chủ cấp võ kỷ, hoàng minh cửu thiên. Thần chủ cấp võ kỷ, vô tận hỏa vực. Thần chủ cấp hỏa hệ công pháp, hỏa hoàng bí điển. Thiên phú thần thông, phượng hoàng niết bàn. Thần chủ cấp hỏa hệ thiên phú. Hỏa chi phát tắc, 10 tầng. Chương 632, mạnh nhất huyết mạch ý tưởng canh ba không có thể chất thiên phú sao phong vân nhìn một chút nhung chiến cùng hoàng liệt rơi xuống bảng phát hiện bọn họ cũng không có thể chất thiên phú nhưng bọn hắn nhục thân nhưng lại cường hẳn đáng sợ chỉ so với hắn yếu hơn nửa bậc mà thôi xem ra là bởi vì huyết mạch duyên cớ long tộc cùng thiên hoàng tộc cùng bình thường sinh vật khác biệt phương tiện ở chỗ huyết mạch phong vân xem chừng hẳn là huyết mạch giao phó bọn họ cường đại nhục thân nghiêm chỉnh mà nói bọn họ cường không phải nhục thân chỉ là huyết mạch mà thôi Bất quá những thứ này huyết mạch tuy mạnh, nhưng Phong Vân lại không hứng thú gì, hắn cũng không muốn lẫn vào chủng tộc khác huyết mạch, đem chính mình thân vì nhân loại huyết mạch cho trở nên hỗn tạp vô cùng. Lại nói, trong lòng hắn, nhân tộc huyết mạch lại không thể so với những thần thú này hoặc đặc thù tộc đàn kém. Chỉ cần không ngừng tiến hóa, không ngừng đánh vỡ huyết mạch công cùng xiên xích, cuối cùng sẽ có một ngày, trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch sẽ thuế biến đến một loại cực độ đáng sợ cấp độ. Thành vì mạnh nhất huyết mạch cũng không nhất định. Các ngươi chậm rãi đánh đi, ta đi trước. Sau đó, Phong Vân nhìn một chút càng phát ra kịch liệt chiến trường, trong lòng mặc niệm một tiếng, trực tiếp thuấn di rời đi. Cái này nhung chiến cùng hoàng liệt chiến lực sát thực nghịch thiên vô cùng, vẻn vẹn thần chủ sơ cấp, lại có được cực hạn thần chủ chiến lực, vẫn là cái kia loại rất mạnh cực hạn thần chủ cấp. Bực này tồn tại, sợ là bình thường chúa tể đều không nhất định có thế giết chết được bọn họ. Phong Vân tự hỏi đối đầu bọn họ cũng chỉ có thể hơi chiếm chút bên trên phong, thật muốn phân ra thắng bại, đoán chừng muốn đánh thượng mấy ngày mấy đêm. Không vội, chờ ta thành công mở ra thần quốc thế giới tiến vào thần chủ sơ cấp lúc kia liền không nhất định phong vân cũng không ngại trước mắt hắn còn ở vào thần vương cấp độ chờ hắn bước vào thần chủ kia chắc chắn là một cái chất bay vọt đây đối với người khác mà nói chỉ là một cảnh giới biến thiên nhưng với hắn mà nói lại là kinh thế hải tục biến hóa huống di sau khi trở về phong vân quyết định tăng tốc thu thập tốc độ hắn cùng phong vân tiểu đội chia binh hai đường riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng đi thu thập giới thạch cũng chính là ăn cướp bởi vì cái này dạng là nhanh nhất phương thức, dựa vào chính mình đi tìm, ngày tháng năm nào a. À? Dù sao những này dị tộc cùng nhân loại tộc quần là tử địch, phong vân ăn cướp lên không có chút nào lòng ấy nấy, thậm chí còn rất vui sướng. Cái nào đó trên hòn đảo, một tòa sơn mạch trong động quật. Nơi này tổng cộng tụ tập 10 tên thần chủ, trong đó tuyệt đại thần chủ 6 tên, cực hạn thần chủ 4 tên, đều là đến từ thú tộc. Bọn họ ở chỗ này nghị luận chiến đấu, đàm luận pháp tắc cảm ngộ chờ một chút gần nhất nghe nói phụ cận có một cái tự xưng đao kiếm vương nhân loại thần vương khắp nơi ăn cướp mặc dù là thần vương cảnh giới nhưng chiến lực cường rối tinh rối mù sánh vai cường đại cực hạn thần chủ cấp một cái trong thú tộc khổng tước nhất tộc tuyệt đại thần chủ mở miệng nói việc này ta cũng nghe nói không biết hắn là từ đâu mà xuất hiện cái này chiến lực quá ngư phê một cái khác thú tộc sư tử tộc tuyệt đại thần chủ phụ họa nói đao kiếm vương hừ đến từ thú tộc sơn lĩnh cự nhân nhất tộc cực hạn thần chủ hừ lạnh bất quá đều là tin vỉa hè mà thôi chỉ là một cái thần vương, lại cường năng mạnh đến mức nào, thế giới hình chiếu cũng đủ để đè sập hắn, nói ngoa. Không sai, tính kia đao kiếm vương vận khí tốt, không có đụng phải chúng ta, bằng không thì. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác một cái cực hạn thần chủ tức giận hừ nói. Bỗng nhiên. Oanh. Bên cạnh vách núi ầm ầm vỡ vụn, vô số núi đá bị bắn bay, tựa như thiên băng địa liệt. Vô số tảng đá bay vào trong động quật, nhưng kia mười vị thú tộc thần chủ phẫn nộ, từng cái phóng thích cường đại khí cơ, trực tiếp đem những này đá vụn nghiền nát. Mà lúc này chưa từng bên cạnh khí lãng bên trong, mơ hồ đi ra một bóng người. Theo bóng người càng ngày càng đến gần, chúng thần chủ cũng thấy rõ nó khuôn mặt. Đó là một vị thanh niên, người mặc khắc sắc chiến giáp, dày chiến, phía sau gánh vác lấy một đao một kiếm, một đôi tròng mắt lạnh lùng vô cùng. "Ngươi là ai?" Khổng Tước tộc tuyệt đại thần chủ dò hỏi. "Đao kiếm vương." Lời này vừa nói ra, ở đây 10 tên thần chủ đều mặt liền biến sắc, cảm nhận được một cổ áp lực mặc dù bọn họ trước đó trong lời nói đối nó không lắm để ý, nhưng này chỉ là đang khoác lác phê mà thôi. Bây giờ chính thức đối mặt, lại liên tưởng đến cái sau kia một loạt kinh khủng chiến tích, bọn họ không phát sợ hãi là không thể nào. Lúc trước cường thế vô cùng sơn lĩnh cự nhân tộc cực hạn thần chủ nhìn chầm chầm phong vân, đao kiếm vương, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng chúng ta mười tên thần chủ liên thủ, cũng không sợ ngươi, xin ngươi lập tức rời đi. Là, xin ngươi rời đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn lại thần chủ phân phó mở miệng nói. Phong Vân đứng tại giữa sân, nhìn chung quanh một vòng, dễ cật nói, để cho ta rời đi. Chúng ta không phải đối địch trận doanh sao, không phải thù sâu như biển sao, thế mà để cho ta rời đi, xem ra các ngươi rất sợ ta, không có việc gì, đã sợ ta, vậy liền thành thành thật thật giao ra giới thạch liền tốt, không chừng ta sẽ tha các ngươi một mạng. Cùng vòng. Muốn chết. Thật sự coi chính mình vô địch, chúng ta mười cái thần chủ, còn sợ ngươi một cái. Thú tộc mười tên thần chủ lập tức tức giận, bọn họ quý vì thần chủ, cũng là có chính mình kiêu ngạo, tại phong vân trước mặt, bọn họ bởi vì kiên kỵ mà lựa chọn tránh lui. nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ có thể bị khi phụ. Giết! mười tên thú tộc thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng tới. ông. mười đường công kích trong nháy mắt mà đến, có vật chất công kích, cũng có công kích linh hồn. nhưng mà những này đánh vào phong vân trên thân cùng trên linh hồn, không có tạo thành tổn thương chút nào. phong vân đứng tại chỗ, như hóa thạch kiên cố, hắn cười lạnh nói, chỉ có loại trình độ này sao? ngươi khi mười tên thần chủ thấy cảnh này sắc mặt đều kinh ngạc đến ngay người cái này đặc biệt sao quái vật gì có vẻ giống như miễn dịch bọn họ sở hữu công kích giống như các ngươi đánh xong nên ta tiếp hảo ngâm tranh một giây sau đao kiếm ra khỏi vỏ trong suốt âm quanh quẩn tứ phương theo chi mà đến là chói lọi kiếm quan cùng thuần túy đao quang đang vào một chỗ hình thành mười chữ hình những nơi đi qua không gì không phá không có gì không trảm không có cái gì là nó địch phốc phốc phốc, phốc quan mang qua đi, động quật không, cả tòa sơn mạch cũng không, bị trực tiếp sang bằng. Mà phong vân trước mặt, chỉ còn lại có 10 cái thần cách cùng 10 cái không gian giới chỉ. 10 tên thần chủ, diệt. Phong vân mặt không biểu tình, hắn tâm niệm vừa động, đem kia 10 cái thần cách cùng không gian giới chỉ dẫn dắt tới. Đem thần cách thu hồi, hắn thuận tiện xem xét một chút 10 cái trong không gian giới chỉ giới thạch số lượng. Tổng cộng 5.110 khối. Số lượng này vẫn được, thậm chí có chút vượt qua phong vân mong muốn. Hắn tiện tay đem những này giới thạch lấy ra, ném vào một cái không gian khác trong giới chỉ. Đây là hắn chuyên môn dùng để trang giới thạch không gian giới chỉ, lúc này, trong này số lượng đã có 300 V đúc nhiều. Tất cả đều là Phong Vân trong khoảng thời gian này thu hoạch. Chương 633, đây là sinh ra một cái dạng gì quái vật a. Canh 1. Đã 300 nhiều V đúc a. Phong Vân nhìn xem trong không gian giới chỉ giới thạch số lượng, bất tri bất giác đã đạt tới như thế mức. Nên trở về đi thất khước thần chủ bọn họ cũng nên trở về. Trước đó Phong Vân cùng thất khước thần chủ bọn họ ước định sau 3 tháng chạm mặt, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Lập tức, hắn thuấn di rời đi, biến mất tại tại chỗ. Trở lại hang đá về sau, Phong Vân không đợi bao lâu, thất khước thần chủ bọn họ liền xuất hiện ở đây, cũng đem 3 tháng này thu hoạch giao lên. Thế nào mới 100 nhiều vê đúc khối? Phong Vân xem xét số lượng sau đó, lông mày cau lại nói. Lấy thất khước thần chủ 10 vị thần chủ thực lực, không đến mức 3 tháng mới thu thập như vậy điểm giới thạch. Chủ nhân Thất cướp thần chủ giải thích nói, cái này khu vực phụ cận thần chủ đã bị chúng ta không sai biệt lắm ăn cướp xong, với lại bởi vì chúng ta động tác quá lớn, đã gây nên cơ giới tộc, thú tộc cùng trùng tộc chú ý, ra tay cực kỳ không tiện. Phong vân nghe vậy, nội tâm thầm nghĩ, xem ra muốn đổi chỗ khác. Đồng thời hắn cũng rất bất đắc dĩ, chính mình cái này thần cách quá tham ăn, hắn có dự cảm, cho dù hắn luyện hóa cái này 400 nhiều vê đức khối giới thạch, đoán chừng vẫn là không cách nào đạt tới tấn thăng thần chủ điều kiện. Các ngươi đi ra ngoài trông coi, ta trước luyện hóa những này giới thạch. Sau đó, phong vân phân phó thất khước thần chủ bọn họ đi hang đá bên ngoài trông coi, mà chính hắn, thì bắt đầu luyện hóa những này giới thạch. Ngồi xếp bằng, từng khối giới thạch từ trong không gian giới chỉ bay ra, không ngừng bị luyện hóa, dung nhập trong cơ thể, bị thần cách hấp thu. Một nghìn khối. Một vạn khối. Mười vạn khối. Một trăm vạn khối. Hai trăm vạn khối. 300 vạn khối. 400 vạn khối. Trong cơ thể thế giới. Nguyên bản dài rộng đạt tới 90 v đúc km mênh mông không gian, bắt đầu điên cuồng hút vào không ngừng tràn vào tiến đến màu xám sương mù, những cái kia đều là giới thạch bị luyện hóa sau hình thành. Xuy suy suy, Mà theo không ngừng thông vệ, mênh mông không gian quy mô cũng tại từng chút một mở rộng lấy. 90 v đúc. 100 v đúc. 200 v đúc. 300 v đúc. Chỉ một lát sau toàn bộ trong cơ thể thế giới không gian liền đạt tới 500 nhiều vê đức km quy mô, so trước đó nhiều gấp 5 lần không ngừng. Nhưng mà, phong vân giờ phút này lại vẫn không có tấn cấp thần chủ cảnh dấu hiệu, vẫn như cũ nửa chút động tĩnh đều không có. Quả nhiên cùng ta đoán trước giống nhau, 500 nhiều vê đức cũng còn thiếu rất nhiều. Phong vân cười khổ một tiếng, luyện hóa ròng rã 500 nhiều V đức khối giới thạch, trong cơ thể thế giới đạt tới 500 nhiều vê đức km, nhưng mà, vẫn là không có tiến vào thần chủ cảnh. Đừng nói người khác biết sau sẽ cảm thấy quá kéo, liền phong vân chính mình cũng có loại cảm giác này có dám hay không lại khó một điểm phong vân bây giờ trong cơ thể thế giới quy mô đều đạt tới bình thường thần chủ cấp đại viên mãn lúc trong cơ thể thế giới quy mô nhưng phong vân hiện tại cảnh giới nhưng vẫn là dừng lại tại thần vương cảnh cái này nếu là truyền đi đoán chừng chúa tể đều muốn bị hù đến mẹ đấy đây là sinh ra một cái dạng gì quái vật a à? xem ra còn muốn tiếp tục đã kích phong vân nhẹ giọng nói bất quá nên đổi chỗ khác chung quanh đây đã không sao gì tộc thần chủ nên đổi chỗ khác tiếp tục, với lại lưu lại lâu dài tại một chỗ rất dễ dàng bị để mắt tới. Đến lúc đó bị cái này tam tộc cường giả phục kích, vậy liền thiệt thòi lớn. Lập tức, phong vân vương người đứng dậy, đi hướng ngoài hang động. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo thất khước thần chủ bọn họ tiểu đội rời đi thời điểm, bỗng nhiên thấy phương xa dâng lên một đạo sáng chói cột sáng, cái này cột sáng quan huy vô lượng, tựa như định đỉnh càng khôn, bề ngoài có kèm theo vô số tự phù, như long như phượng, to lớn thần bí. Ân. Phong vân trước tiên nhìn sang, thần sắc lộ ra kinh dị, đây là cái gì? Chủ nhân. Đây là thần hải không gian xuất thế. Thất khước thần chủ thần sắc cực kỳ hưng phấn. Thần hải không gian. Đây là cái gì? Phong vân hiếu kỳ nói. Bẩm chủ nhân, cái này thần hải không gian chính là thần hải bí cảnh bên trong từng cái ẩn nấp không gian, mỗi một cái không gian bên trong đều có dấu không ít kỳ trân dị bảo, cái gì chí bảo linh vật, ở bên trong đều có thể tìm tới. Chí bảo linh vật. Liền giới thạch cũng có sao? Có hơn nữa còn là rất nhiều, đã từng có thần chủ tại không gian bên trong đạt được hơn ngàn vạn khối giới thạch. Thất khước thần chủ đáp. Về đức tờ ép. Hơn ngàn vạn khối. Phong vân kinh, nhìn về phía kia sáng chói cột sáng ánh mắt lập tức biến, nóng bỏng vô cùng, giống như là nhìn thấy kinh thế bảo tàng giống nhau. Đi, chúng ta lập tức đi qua. Phong vân không có chút gì do dự, lúc này mang theo thất khước thần chủ bọn họ phóng tới cột sáng phương hướng. Mấy phút đồng hồ sau. Khi phong vân đuổi tới thời điểm, liền thấy phía trước hải vực trên không, một cái đường kính có chừng hơn vạn km không gian vòng xoáy hiển hiện, cường đại không gian vòng xoáy hình thành sức mạnh chèn ép, nhưng bốn phía thành vì tuyệt đối cấm khu, dù cho là thần chủ bị lan đến gần, cũng biết trong nháy mắt tử vong. Mà tại cái này không gian vòng xoáy nơi xa, sớm có mấy bóng người đến. Phong Vân từng cái nhìn lại, quan sát đồng thời, cũng trong nháy mắt tiến hành hình chiếu. Không bao lâu, hình chiếu tạo ra, hắn một chút quét tới, những này thân ảnh lai lịch thân phận, cũng đều nhưng tại tâm. Hình chiếu đối tượng, cổ đặc, cơ giới tộc. Tuổi tác, 1.000 V đúc kỷ. Cảnh giới, thần chủ đại viên mãn. Rơi xuống. Thần chủ cấp võ kỹ, cương thiết chi dực. Thần chủ cấp võ kỹ, cơ giới tái sinh. Thần chủ cấp kim hệ công pháp, cơ giới kim điển. Thần chủ cấp kim hệ thiên phú. Kim chi phát tắc, 10 tầng. Hình chiếu đối tượng, Akara, thú tộc ngân hống nhất tộc. Tuổi tác, 2.000 V đúc kỷ. Cảnh giới, thần chủ đại viên mãn. Rơi xuống. Thần chủ cấp võ kỹ, băng sương thần mâu. Thần chủ cấp võ kỹ, băng chi thần trảo. Thần chủ cấp băng hệ công pháp, băng sương ngân sách. Thần chủ cấp băng hệ thiên phú. Băng chi phát tắc, 10 tầng. Đều là cực hạng thần chủ cấp độ. Phong Vân trong lòng ám ngữ, những này hiển nhiên là phụ cận trước tiên phát hiện cũng chạy đến thần chủ. Mà lúc này, những cái kia cực hạng thần chủ cũng đều nhìn thấy Phong Vân cùng hắn tiểu đội nhóm, lập tức từng cái tâm thần nghiêm nghị. Là cái kia đao kiếm vương cùng dưới trướng hắn tiểu đội. Mã Đức, thế nào gặp được tên sát tinh này? không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, hắn không nhìn thấy ta. Tên người, bóng cây. Những này cực hạn thần chủ tự nhiên là nghe nói qua phong vân, biết được có một cái biến thái không tưởng nổi thần vương, xuất lĩnh một chi thần chủ tiểu đội đang tại điên cùng săn bắt dị tộc thần chủ, đã có không ít cường đại cực hạn thần chủ đều gặp nạn. Trong lòng bọn họ đương nhiên là vạn phần kiên kỵ, có chút thậm chí muốn chạy đường. Dù sao thần hải không gian tuy tốt, nhưng chỗ nào so ra mà vượt mạng nhỏ quý giá a Ông! Mà vừa lúc này! Bỗng nhiên một cái to lớn vô cùng thế giới hình chiếu từ trên trời giáng xuống, lấy khung thiên che đậy chi thế giáng lâm, trong nháy mắt che đậy sở hữu. Có không biết tồn tại ra tay mươi. Chương 634, lần đầu hiển vi thế giới hình chiếu. Canh 2. Ầm ầm. Cường đại mà mênh mông thế giới hình chiếu đấu đá mà đến, sẽ tại nơi chốn có thần chủ đều bao phủ đi vào, tự nhiên bao quát Phong Vân cùng hắn tiểu đội. Trừ thất khước thần chủ bên ngoài, Phong Vân tiểu đội cái khác chính vị thành viên trước tiên trống giận ra tay riêng phần mình mở ra thế giới hình chiếu, cùng nhau xông ra bên ngoài cơ thể, xông lên phía trên đi, chống cự kia trấn xuống mà tạ thế giới hình chiếu. Phốc 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 phốc. Nhưng mà, đôi bên vừa mới tiếp xúc, phong vân tiểu đội chính vị thành viên thế giới hình chiếu liền bị dễ như trở bàn tay nghiền nát, vậy mà không phải địch. Thế giới hình chiếu bị hủy, chính vị thành viên đều toàn thân chấn động, trạng thái chịu ảnh hưởng. Mà đổi thành bên ngoài hướng, mấy cái kia cực hạn thần chủ cũng đều bị nghiền nát riêng phần mình thế giới hình chiếu, bọn họ một mặt hoảng sợ, đây là cỡ nào cường độ thế giới hình chiếu, bọn họ cùng so sánh, quả thực là đông đóm cùng hạo nguyệt có khác. Lúc này, đến từ thú tộc ngân hống nhất tộc cực hạn thần chủ hét lớn, hoàng liệt điện hạ, là ta, ta là ngân hống nhất tộc Akara A. Cái gì? Lời này vừa ra, ở đây thần chủ nhóm thần sắc chấn động, thế giới hình chiếu này chủ nhân lại là thiên hoàng nhất tộc hoàng liệt, cái kia vô thượng thiên kiêu. Ông! Mà tại Akara hô lên câu nói này về sau, nguyên bản muốn trấn áp hướng hắn thế giới hình chiếu lực lượng, lập tức tự động tản ra, bỏ qua cho hắn. Về phần cái khác thần chủ, thì tại hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm bị sinh sinh ép thành bột mịn, tan theo gió. Thấy thế, Akara trùng điệp thở một ngụm khí, sau đó hắn nhớ tới cái gì, nhìn về phía nơi xa Phong Vân cùng hắn tiểu đội thành viên nhóm, trên mặt lộ ra cười lạnh. Các ngươi xong. Mặc dù Phong Vân trong lòng hắn rất mạnh, nhưng mạnh hơn lại có thể nào hơn được vô thượng thiên kiêu hoàng liệt đâu, đây chính là trong thú tộc thần thú tộc đàn người nổi bật. Chỉ là đao kiếm vương, sao có thể cùng chúng chống lại? Lúc này, Akara chợt thấy tự phong mây trong cơ thể lao ra một cái thế giới hình chiếu, ước chừng có 500 nhiều vê đúc km, mặc dù cũng coi như rộng lớn, nhưng cùng hoàng liệt thế giới so ra, hiển nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Phốt! Nhỏ như vậy thế giới hình chiếu cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Akara cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị trào phúng thời điểm, một giây sau, hắn thần sắc đông kết ở trên mặt, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, như là gặp quỷ giống nhau chỉ thấy phong vân kia 500 nhiều vê đúc km thế giới hình chiếu cùng hoàng liệt vượt qua một ức km thế giới hình chiếu chạm vào nhau, trong dữ liệu phá vỡ sụp đổ lại xuất hiện, nhưng mà lần này, sụp đổ lại là hoàng liệt thế giới hình chiếu. Phong vân kia nho nhỏ thế giới hình chiếu, giờ khắc này phát huy ra không cách nào tưởng tượng lực lượng, nghịch rót cửu thiên, những nơi đi qua, hoàng liệt thế giới hình chiếu như cỏ rác, tùy tiện diệt vong, không phải địch. Ân. Ừ. Xa xôi trên không trung, nguyên bản thông dong bình tĩnh hoàng liệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong lộ ra cực kỳ làm người kinh hãi tinh quang, nhìn về phía phía dưới phong vân. Đao kiếm vương sao, có ý tứ. Hắn lộ ra điểm điểm mỉm cười, trong mắt có cực nóng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đó là nhìn con mồi ánh mắt. Lúc này, phong vân thế giới hình chiếu hoàn toàn nghiền nát hoàng liệt thế giới hình chiếu, hướng hắn xông lại. Hoàng liệt thần sắc không thay đổi, thúc nhĩ trong cơ thể một cổ bao la rộng lớn thế giới lực lượng tuôn ra, trực tiếp cùng phong vân thế giới hình chiếu va chạm. Oanh, một trận kinh thiên động địa âm thanh nổ mạnh vang lên theo, hình thành một đóa lại một đóa to lớn mây hình nấm, tại thần hải không gian phía trên ngưng kết, rất vì hùng vĩ. Mặc dù phong vân thế giới hình chiếu cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao hắn không có thành tựu thần chủ, trong cơ thể không có thế giới lực lượng sinh ra, cho nên gặp được hoàng liệt thế giới lực lượng, liền sẽ rơi vào hạ phong. Bất quá hoàng liệt cũng không phải không có trả giá đắt, một kích này, tối thiểu tiêu hao hắn ba thành thế giới lực lượng. Ba thành thế giới lực lượng, đối với hắn mà nói, đã rất nhiều thế giới lực lượng liền cùng thần lực giống nhau, không thể cấp tốc khôi phục, chỉ có thể lợi dụng trong cơ thể thế giới câu thông vũ trụ thế giới bản nguyên, từng chút một hấp thu tới. Nếu là duy nhất một lần tiêu hao qua bảy thành, vậy liền đã thuộc về nghiêm trọng hao tổn, nếu là sử dụng vượt qua 10 thành, trong cơ thể thần quốc thế giới liền sẽ sụp đổ, cảnh giới rơi xuống, đồng thời cũng không tiếp tục sẽ khôi phục. Cho nên nói, duy nhất một lần tiêu hao ba thành thế giới lực lượng, đối với Hoàng Liệt tới nói, đã là không nhỏ đại giới. Một cái nhân loại thần vương vậy mà có được bực này lực lượng. Giờ khắc này, Hoàng Liệt nhìn Phong Vân ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý, thú tộc cùng nhân loại vốn là không chết không thôi, kéo dài vô số kỹ cừu hận. Bây giờ nhìn thấy một người như vậy loại thiên tài, Hoàng Liệt tự nhiên không muốn đối phương cuộc khởi. Nếu như vừa mới hắn là mang theo nhìn con mồi tâm tính, hiện tại trong lòng đối Phong Vân, đã cảm thấy thật sâu uy hiếp à. Mới thần vương liền có lực lượng cỡ này, nếu như bước vào thần chủ, cái kia còn đến. Ngay tại Hoàng Liệt dự định đối Phong Vân ra tay thời điểm, bỗng nhiên phương xa truyền đến một cổ áp lực mênh mông, lờ mờ còn có long ngâm như có như không vang lên. Hoàng liệt thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ kiên dè. Một giây sau, hắn từ bỏ đối phong vân ra tay, trực tiếp hóa thành một đạo đỏ mang, xông vào thần hải không gian bên trong. Kinh lịch vừa mới đại chiến, thần hải không gian xung quanh áp bách xé rách lực lượng yếu bớt rất nhiều, bây giờ đã có thể tiến vào. Phía dưới, phong vân nhìn xem đột nhiên xông vào thần hải không gian hoàng liệt, thần sắc lạnh lẽo, vừa mới hoàng liệt đối với hắn phóng thích sát ý hắn tự nhiên cảm ứng được. Kỳ thật, Hoàng Liệt đối Phong Vân có mãnh liệt sát ý, Phong Vân làm sao không cũng là như thế. Dạng này một tôn thú tộc tuyệt thế thiên kiêu, đứng tại nhân loại tộc quần góc độ, Phong Vân cũng sẽ không để đối phương trưởng thành, bằng không thì trên chiến trường, không biết muốn hy sinh bao nhiêu nhân loại đồng bào. Không nghĩ tới ta nhìn nhầm, ngươi vậy mà có thể nghiền nát Hoàng Liệt thế giới hình chiếu. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, không có dấu hiệu nào. Lại là Long tộc thiên kiêu nhung chiến. Ánh mắt của hắn tinh nhấp nháy nhìn xem Phong Vân, mang trên mặt rõ ràng rung chuyển, trước đó hắn chỉ là cho rằng phong vân nhục thân cường mà thôi, phương diện khác không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ thấy đối phương thế giới hình chiếu vậy mà hoàn toàn nghiền ép hoàng liệt thế giới hình chiếu, cái này khiến hắn tâm thần có phần vì chấn động. Nhung chiến cùng hoàng liệt chiến đấu qua, từ năm, không nhưng biết được đối phương thế giới hình chiếu sao mà rộng lớn kiên cố, nhưng lại không phải trước mắt tên nhân loại này thần vương sơ thủy thế giới hình chiếu địch. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, phong vân cái này trong cơ thể thế giới rốt cuộc mạnh cỡ nào, mới sẽ hình thành như vậy biến thái thế giới hình chiếu phong vân nhàn nhạt quét nhung chiến một chút hoàng liệt rất mạnh sao lời nói này nhung chiến thần sắc sững sờ hắn thấy phong vân vẫn luôn là mây trôi nước chảy siêu nhiên tại ngoại hình tượng không nghĩ tới cũng có như thế phách khí một mặt nhưng mà không đợi nhung chiến tiếp tục mở miệng phong vân liền mang theo hắn tiểu đội tiến vào thần hải không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa nhung chiến nhếch miệng cười một tiếng cũng không thèm để ý hắn theo sát phía sau cũng một bước bước vào không gian kia vòng xoáy bên trong về phần trước đó trào phúng phong vân ngân hống nhất tộc Akara, sớm tại vừa mới nổ lớn bên trong chết không còn sót lại một chút cặn. Chương 635, Kim lôi thần lực dung hợp. Canh 3 Vừa vào thần bí không gian, phong vân trước mắt tràn cảnh liền đại biến, xung quanh không còn là vô biên hải vực, mà là một mảnh đại địa. Đại địa bên trên sinh trưởng các loại hoa cỏ cây cối, đủ mọi màu sắc, chói lọi vô cùng. Mà tại càng chỗ xa xa, thì là từng tòa đại sơn đứng lặng. Về phần phiến đại địa này không trung, lại bị vô số khí lưu bao phủ. Chủ nhân, nơi này chính là thần hải không gian nội bộ, ta đề nghị chia ra hành động, dạng này hiệu suất cao hơn. Lúc này, thất khước thần chủ mở miệng nói. Phong vân gật đầu, vậy liền chia ra hành động đi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ cho ta truyền tin tức. Hắn còn sót lại tại thất khước thần chủ bọn họ sâu trong linh hồn lạc ấn có thể truyền tống tin nhắn, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể dùng để thông tri phong vân. Minh Bạch Xoát Lúc này, Mười cái thần chủ phân vì 10 cái phương hướng rời đi, nhanh chóng biến mất. Tại chỗ chỉ để lại phong vân một người. Để bọn hắn đi tìm đi, ta soát cái hình chiếu trước. Phong vân những ngày này thu hoạch được không ít hình chiếu, vẫn luôn không có thế nào soát, bây giờ tích lũy cũng kém không nhiều, là thời điểm soát một đợt. Hy vọng có thể bảo tốt hơn đồ vật. Mang loại này chờ mong, phong vân tìm một chỗ bí ẩn 17 địa phương, ý thức nhanh chóng tiến vào trong gương, bắt đầu soát hình chiếu hoạt động lấy hắn bây giờ thực lực, xoát xong những này hình chiếu cũng không có bao nhiêu thời gian, ước chừng dùng 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Xoát xong sau, Phong Vân liền không kịp chờ đợi nhìn về phía ba lô. Thần chủ cấp kiếm đạo thiên phú, đến từ một ân hình chiếu. Thần chủ cấp đao đạo thiên phú, đến từ nít hình chiếu. Hỏa chi phát tắc, 10 tầng, đến từ rốt hình chiếu. Lôi chi phát tắc, 10 tầng, đến từ Phật khoa hình chiếu. Thần chủ cấp kiếm kỹ, bàn hoàng thiên linh kiếm, đến từ Scott hình chiếu thần chủ cấp dung hợp công pháp kim lôi bảo điển đến từ kem bồ hình chiếu phong vân một chút quét xuống đến phát hiện không ít đồ tốt khóe miệng lập tức ức chế không nổi dương lên thần chủ cấp kiếm đạo thiên phú cùng đao đạo thiên phú còn có dung hợp công pháp cái này ba cái là phong vân để ý nhất kiếm đạo thiên phú cùng đao đạo thiên phú cũng không cần nói là hắn sau này đao kiếm con đường phát triển căng cơ mà dung hợp công pháp cũng là phong vân cho tới nay đều cực kỳ cần nhất là thần chủ cấp đây chính là tuyệt đối hy hữu tại vũ trụ võ giả công hội trong bảo khố đều không có bán, chỉ có thể tự mình đi thám hiểm đạt được. Đáng tiếc chỉ là kim lôi song hệ. Phong Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thực tế, bây giờ dung hợp công pháp, nhìn chung vũ trụ kỷ nguyên, xuất hiện cao nhất cũng liền năm hệ thuộc tính dung hợp mà thôi, lại sau này 6 hệ, 7 hệ, 8 hệ, 9 hệ, thậm chí là 10 hệ, nghe đều chưa nghe nói qua. Đương nhiên, khả năng có, nhưng không có bị phơi bày ra qua. Phong Vân cảm thấy, hắn tất yếu đi điều tra một chút quan ở phương diện này sự tình, dung hợp công pháp với hắn mà nói, cũng là một loại tăng cường chiến lực thủ đoạn. Hắn có xưa nay chưa từng có 10 hệ thuộc tính, nếu như có thể đạt được đa hệ dung hợp công pháp, thần lực dung hợp, chiến lực tất nhiên tăng vọt mấy lần, thậm chí là số 10 lần. Từ từ sẽ đến đi, trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Phong vân bây giờ nhất chuyện trọng yếu chính là đụng đủ giới thạch, cốt bước vào thần chủ cảnh giới, về phần cái khác, như kiếm đạo đao đạo phương diện, không gian cùng thời gian phương diện, cùng dung hợp công pháp sự tình, trước tạm thời để ở một bên lại nói. Sau đó, Phong Vân đem cái này ba cái rơi xuống vật hiển hóa dung hợp, kiếm đạo thiên phú biến thành song thần chủ cấp, lại đến một cái liền có thể tấn thăng chúa tể cấp kiếm đạo thiên phú. Đao đạo thiên phú thì là trực tiếp do thần vương cấp lên tới thần chủ cấp, xem như một lần nhảy lên. Mà biến hóa lớn nhất, tự nhiên muốn thuộc về dung hợp cái này, kim lôi bảo điển. Kim lôi bảo điển, tên như ý nghĩa liền có thể biết cái này là kim hệ thần lực cùng lôi hệ thần lực dung hợp bảo điển. Phong vân hiển hóa sau đó, chỉ thấy trong cơ thể kim hệ thần lực cùng lôi hệ thần lực lập tức dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại nhàn nhạt thần lực màu đen, uy năng so trước đó lên cao nhiều gấp đôi. Trước đó ta phong hệ thần lực cùng hỏa hệ thần lực đã dung hợp, lại thêm cái này kim hệ thần lực cùng lôi hệ thần lực dung hợp, thần lực chỉnh thể uy năng tăng lên gấp 2 3 lần. Phong Vân yên lặng thể ngộ nói, liên quan tới dung hợp công pháp, thần chủ cấp so với thần vương cấp kém duy nhất đừng, chính là cái trước tu hành sau đó, dung hợp tốc độ sẽ nhanh hơn, trừ cái đó ra cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều mà cái này cái đối phong vân tới nói kỳ thật tác dụng cũng không có lớn như vậy bởi vì hắn đều là hiển hóa dung hợp người khác mà đại bộ phận tu hành dung hợp công pháp đám võ giả đều đã tu hành rất nhiều năm đã sớm dung hợp hoàn thành cho nên hắn hiển hóa tới đều là trực tiếp đạt tới viên mãn cấp tùy tiện có thể dung hợp cũng tỷ như hiện tại hắn soát ra đến kim lôi bảo điển cũng đã sớm tu đến viên mãn cấp độ thần lực trăm phần trăm dung hợp không có chút nào trắc trở Hiển hóa dung hợp cái này ba loại sự vật về sau, Phong Vân lại đem những thần chủ kia cấp võ kỹ dung hợp, hóa thành chính mình dự trữ tích lũy. Mặc dù hắn bây giờ đã hoàn thành 10 thuộc tính dung hợp, nhưng hắn còn chưa hoàn thành chính mình toàn năng bí điển, trước mắt cũng vẻn vẹn khai phát thức thứ nhất mà thôi, còn cần càng nhiều tích lũy đến hoàn thành đến tiếp sau khai phát. Đến lúc đó lại đi nguyên thủy thành bên trong nguyên thủy đi thử một chút. Phong Vân thức thứ nhất lục sát vẫn diệt liền là ở nơi đó sáng chế, đến tiếp sau đoán chừng vẫn như cũ muốn ở nơi đó. Khi nguyên thủy đi thế nhưng là thần vật, có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều khổ công ân mà liền tại phong vân chuẩn bị đi ra ngoài thăm dò thăm dò cái này thần hải không gian thời điểm bỗng nhiên một thanh âm xuyên thấu qua linh hồn truyền tới tiếng vọng tại trong đầu hắn chủ nhân nơi này có giới thạch mỏ nhanh thanh âm đến cái này im bặt mà dừng cực kỳ hiển nhiên đối phương đã gặp bất trắc đây là thái mông thanh âm xem ra hắn giữ nhiều lành ít phong vân ánh mắt nhắm lại căn cứ lưu lại linh hồn cảm ứng lập tức đánh giá ra thái mông là tại phía đông một năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách Xoát. Một giây sau, Phong Vân Thuấn Di rời đi, qua lại không gian bên trong, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Cùng lúc đó, phía đông một tòa hơn vạn km rộng hồ nước bên trên, hồ nước phía trên vậy mà lơ lửng một tòa hình mũi khoan ngọn núi, mà ngọn núi này trên vách, thình lình khảm nạm đầy giới thạch. Lít nha lít nhíp một mảnh, thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít cũng có hơn ức khối. Giờ phút này, Phong Vân tiểu đội thành viên một trong Thái Mông, chính quỳ một chân trên đất, tại hắn mi tâm một cái lỗ máu hiển hiện, gặp trí mạng tổn thương, hiển nhiên sống không lâu. Mà ở đối diện hắn, thì đứng đấy một tôn nguy nga thân ảnh, chừng cao hơn 3 mét, toàn thân bị thủy tinh bao vây lấy, một đôi mắt hẹp dài vô cùng, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Thái Mông. Chỉ bằng ngươi thực lực này, cũng dám độc chiếm cái này giới thạch mỏ, không biết sống chết, ta hồng hải nhất tộc cường đại, há lại là ngươi có thế tưởng tượng. Ngươi chờ, chủ nhân sẽ báo thù cho ta. Thái Mông gào thét một tiếng, lập tức hai mắt ảm đạm, sinh cơ diệt hết, ầm ầm ngã xuống. Chủ nhân có người dạng này tôi tớ, cái chủ nhân này đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Nguy Nga thân ảnh cười lạnh nói. Là sao, có buồn cười như vậy sao? Bỗng nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, không hề có điềm báo trước. Chương 636, ngươi, cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Canh một đột nhiên xuất hiện âm thanh nhường cái này hồng hải nhất tộc thần chủ thần sắc chấn động bỗng nhiên quay đầu nhìn qua chỉ thấy cách đó không xa một vị người mặc hắc sắc chiến giáp chân đạp hắc sắc dày chiến người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào xuất hiện lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn có chút cao thâm mặt rắc bất quá một giây sau đến từ hồng hải nhất tộc thần chủ liền cười phúc thần vương ta không nhìn lầm đi một cái nho nhỏ thần vương cũng dám đến thần hải bí cảnh nơi này chính là ff cấp vũ trụ bí cảnh bình thường thần chủ đều không làm sao dám đặt chân một cái thần vương cũng dám đặt mình vào nguy hiểm lại tới đây sợ là không biết chết chữ viết như thế nào Mới thần vương cảnh giới liền có được cực hạn thần chủ hộ vệ, xem ra ngươi tại nhân loại tộc quần bên trong địa vị rất cao a, à, ai cũng là vị nào chúa tể hậu nhân." Hồng Hải nhất tộc thần chủ nhìn xem Phong Vân, suy đoán nói. Mà hắn cũng lý giải cái sau vì cái gì có thể vô thanh vô tức tiếp cận nơi này mà không bị hắn phát hiện, hiển nhiên là trên người có cái gì liễm tức chí bảo. Vị này Hồng Hải nhất tộc thần chủ cũng không phải là từ bên ngoài đến thần chủ, hắn là cái này thần Hải bí cảnh bên trong bản thổ thần chủ, bởi vậy cũng vị nghe nói qua cái gì đao kiếm vương đối với phong vân tiểu hào sự tình tự nhiên cũng liền hoàn toàn không biết gì cả. Phong vân cũng không để ý gì tới biết cái này hồng hải nhất tộc thần chủ, hắn nhẹ nhàng phất tay, đem thái mông thi thể thu hồi lại, không có khiến cho phơi thay hoang dã. Mặc dù cái này thái mông là linh hồn hắn nô bộc, thuộc về công cụ người, nhưng dầu gì cũng vì phong vân làm không ít chuyện, nên còn chờ gặp vẫn là muốn có. Tỷ như, nhặt xác, lại tỷ như, báo thù. Đối diện. Đến từ hồng hải nhất tộc thần chủ đôi mắt băng hàng, hắn quý vì cực hạn thần chủ, lại bị một cái nho nhỏ thần vương như thế ngạo mạn ngay tại hắn chuẩn bị lúc phát tác đợi bỗng nhiên cách đó không xa phong vân mở miệng ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao ân ừ. hồng hải nhất tộc cực hạn thần chủ thần sắc lạnh lẽo hắn miệt nhưng cười một tiếng chỉ bằng ngươi chữ còn chưa phun ra một giây sau hắn liền hoảng sợ phát hiện bốn phía hư không đột nhiên ngưng kết nguyên bản lưu động không khí bất động nhấc lên gần sóng nước hồ đứng im trừ cái đó ra hạt bụi nhỏ hạt gió mát chờ một chút tại thời khắc này đều như là biến thành tử vật giống nhau, không nhúc nhích. Mà Hồng Hải nhất tộc thần chủ cũng phát hiện mình không cách nào động đậy, liên quan hắn pháp tắc cùng thần lực, chỉ có tư duy còn có thể chuyển động. Đây là, không gian năng lực. Hắn kiếp sợ không gì sánh nổi nói. Không, đây là, không gian cùng thời gian lực lượng. Phong vân tại trong bình tĩnh đi tới, giống như là dẫm tại thời gian mạch lạc bên trên, giờ khắc này, hắn như là khống chế thời không chủ nhân, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hồng Hải nhất tộc thần chủ, hỏi ra cùng trước đó giống như đúc nói. Ngươi, cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Ta. À, đồng dạng lời nói, nhưng lúc này Hồng Hải nhất tộc thần chủ Tâm Cảnh đã hoàn toàn không giống, trước đó hắn là chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ, hắn là thật cảm nhận được tuyệt vọng cùng bất lực. Trước mắt cái này thần vương, vậy mà có được trong truyền thuyết hai đại thiên phú nghịch thiên, thời gian cùng không gian. Kỳ thật vốn có lấy phong vân không gian cùng thời gian lĩnh hội, không cách nào làm đến bước này, nhưng hắn linh hồn lực quá cường đại, như vậy tăng thêm phía dưới mới khiến cho hai loại hắn lĩnh hội không sâu nghịch thiên thuộc tính bắn ra uy lực đáng sợ. Quên đi, tiễn ngươi lên đường a. Đối diện, phong vân dậm chân mà đến, nhô ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại cái này cái hồng hải nhất tộc thần chủ mi tâm bên trên. ầm ầm. Một giây sau, cái sau chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng truyền vang mà ra, lập tức đem hắn toàn bộ đầu xuyên qua, liên quan linh hồn hạch tâm trong nháy mắt tan thành mây khói. Ta hồng hải nhất tộc thần chủ ánh mắt lộ ra cực độ không cam lòng tự hồ không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này sẽ chết tại một cái thần vương trong tay với lại cơ hồ không có chút nào sức chống cự hắn duỗi ra hai tay như muốn bắt lấy cái gì tràn ngập với cái thế giới này nhớ nhung nhưng cuối cùng vẫn là bất lực rủ xuống lạch cạch phong vân tiện tay đem cái này hồng hải nhất tộc thi thể ném xuống đất thuận tiện ném cái ảnh hình chiếu đối tượng Ancero, Hồng Hải nhất tộc. Niên kỷ, một nghìn kỷ. Cảnh giới, cực hạn thần chủ. Rơi xuống. Thần chủ cấp võ kỹ, hồng hải vô lượng. Thần chủ cấp võ kỹ, tụ nguyên nhất kích. Thần chủ cấp võ kỹ, hồng hải huyển thân. Thần chủ cấp thủy hệ công pháp, hồng hải chân kinh. Thiên phú thần thông, hóa hải. Thần chủ cấp thủy hệ thiên phú. Thủy chi phát tắc, 10 tầng. Lại có thiên phú thần thông, xem ra cái này cái hồng hải nhất tộc thần chủ có chút lai lịch. Phong vân quét mắt một vòng hình chiếu, phát hiện rơi xuống trên bản có thiên phú thần thông, không khỏi hơi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ thất cước thần chủ dưới trướng tứ đại chiến tướng một trong Reno chính là Hồng Hải nhất tộc, nhưng cái sau lại không có thiên phú thần thông. Đồng dạng là Hồng Hải nhất tộc, lẫn nhau ở giữa khác biệt cũng là rất lớn. Những cái kia không có thiên phú thần thông, chỉ có thể nói là Hồng Hải nhất tộc phổ thông tộc nhân. Mà có được thiên phú thần thông, chính là Hồng Hải nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Theo phong vân giải được, Hồng Hải nhất tộc tộc nhân đều là từ Hồng Hải bên trong sinh ra mà ra, không quá phận là chủ lưu cùng chi nhánh. Hồng Hải chủ lưu sinh ra tộc nhân chính là hạch tâm tộc nhân, những cái kia chi nhánh đảng sinh ra tộc nhân, chính là phổ thông tộc nhân. Trước mắt người thần chủ này có được thiên phú thần thông, hiển nhiên là Hồng Hải nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Bất quá đối với Phong Vân tới nói, mặc kệ là hạch tâm vẫn là phổ thông tộc nhân, đều phải chết. Không chỉ là vì cho Thái mông báo thù, càng nhiều là trước mắt những này giới thạch, Phong Vân làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Hơn ức khối A, những này luyện hóa về sau, đầy đủ ta bước vào thần chủ cảnh. Phong Vân trong mắt chảy xuôi hưng phấn, loại này một đêm chợt giàu cảm giác quá mỹ hảo. Lúc trước hắn còn tại vì mấy triệu giới thạch hao tâm tốn sức, bây giờ lại là lập tức liền thu hoạch được hơn ức khối, đơn giản này đến không được. Trước luyện hóa đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phong Vân lúc này không do dự nữa, trực tiếp tại ngọn núi này trên đỉnh ngồi xếp bằng xuống, khổng lồ linh hồn lực tuôn ra, trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa núi loan. Ông. Không bao lâu, chỉ thấy trên ngọn núi kia lít nha lít nhíp giới thạch nhanh chóng tan rã, đồng thời hóa thành từng sợi màu xám sương mù, Hướng phía phong vân hội tụ tới. Một lát sau, nơi đó phong vân thân ảnh đã biến mất, lấy mà thay mặt chi, là một cái to lớn màu xám hình cầu. Bên trong màu xám sương mù lượng đã đạt tới một loại 10 phần có thể nhìn cấp độ ngựa. Xuy suy 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 suy. Phong vân xếp bằng ở vô tận màu xám trong sương mù, trong cơ thể thần cách như là từng bước xâm chiếm thôn tính giống nhau, điên cuồng hấp thu màu xám sương mù. Mà hắn thể nội không gian tại một loại nhìn bằng mắt thường thấy tốc độ tại mở rộng lấy, lại càng lúc càng nhanh. Chương 637, Chúa Tể, ra tay. Canh 2. Thần hải bí cảnh nhất khu vực hạch tâm. ầm ầm Nơi này nước biển sôi trào mãnh liệt, mỗi một giọt đều nặng như sơn nhạt. Còn có lấy vô tận khí lưu tại bốc hơi, tựa như đun sôi hơi nước, tản mát ra uy áp mạnh mẽ, đủ để cho cực hạn thần chủ đều biến sắc, không dám tùy tiện tới gần. Nơi này, chính là toàn bộ thần hải bí cảnh thần bí nhất, cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Cá nhân, nơi này chính là kia hồng hải nhất tộc thủy tổ tọa trấn địa phương. Đương nhiên, ngoại giới là như vậy truyền, nhưng kỳ thật nơi này tọa trấn chỉ là Hồng Hải nhất tộc thủy tổ Hồng Hải phân thân mà thôi, hắn chân thân sớm đã nhập hỗn độn thế giới, ở bên trong mạo hiểm còn chưa có trở lại đâu. Bất quá lấy thực lực kinh khủng, cho dù chỉ là một bộ phân thân, cũng có bình thường chúa tể chiến lực, bình thường sinh linh, khó mà nhìn theo bóng lưng. Tại cái này chút vô tận khí lưu bên trong, ngồi xếp bằng một tôn cao lớn thân ảnh, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ tà dị khí chất, tựa như từ cửu u địa phương xuất thế ma thần. Mà cách gần đó, liền sẽ phát hiện thân ảnh này lại là một bộ tượng đá. Giờ phút này, tượng đá này trên thân mảnh đá tuôn rơi mà rơi, tự hồ có cái gì kinh thế kinh khủng đồ vật muốn thoát khốn mà ra. Răng rắc. Một giây sau, da đá hoàn toàn vỡ nát, một tên huyết y nam tử hiện ra thân hình, máu phát trong suốt, yêu dị vô cùng, làn da cơ thể phía trên có nhàn nhạt huyết mang hiển hiện. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tự như toàn bộ vũ trụ đều lấy hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn, vô tận huyết vụ tràn ngập ra, ý lạnh âm u thấm vào tim gan ai dám giết ta đồ huyết y nam tử đột nhiên mở hai mắt ra huyết sắc ánh mắt nối liền trời đất lấy cùng cuộn chi thế chém về phía thần hải không gian phía đông phương hướng nơi đó chính là phong vân luyện hóa giới thạch địa phương cái này khẽ động tỉnh tự nhiên kinh động toàn bộ thần hải bí cảnh cùng thần hải không gian bên trong thần chủ nhóm bao quát long tộc nhung chiến cùng thú tộc hoàng liệt giờ phút này đều thần sắc biến hóa từ hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong bọn họ cảm nhận được tuyệt đối ý chí uy năng đó là áp đảo vũ trụ chúng sinh phía trên ý chí đó là chúa tể cấp ý chí. Chúa tể ra tay. Là ai, vậy mà gây chúa tể ra tay? Thần hải bí cảnh chỉ có một vị chúa tể, chính là kia hồng hải nhất tộc thủy tổ, chẳng lẽ ai chọc hắn? Thần chủ nhóm nhau nhau suy đoán, một tôn chúa tể cấp tồn tại ra tay, đây chính là ức vạn kỷ nguyên đều chưa từng thấy quá lớn chuyện, đủ để điều động sở hữu sinh vật lòng hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám suy đoán, tới gần đi tìm tòi hư thực nhưng cũng không dám. Đây chính là chúa tể, cho dù không phải đối bọn hắn ra tay, kia dư uy vài phút đều có thể nghiền chết bọn họ. Phía đông, ngọn núi bên trên. Phong Vân đang tại kiệt lực luyện hóa hấp thu giới thạch lực lượng, bỗng nhiên trong lòng hắn một trận dự cảnh, một giây sau, hai đạo trùng sáng màu đỏ ngòm từ trời rơi xuống, trực tiếp chém về phía hắn. Phong Vân bất động không dao động, trong mắt tinh quang lóe lên, một cái bàn tay lớn nhô ra, một phát bắt được cái này hai đạo trùng sáng màu đỏ ngòm. Ân. Lúc này, hắn nhíu mày lại, chỉ thấy trong tay hai đạo trùng sáng màu đỏ ngòm bỗng nhiên bạo tạc, kinh khủng vi năng dịch ra, quét sạch bốn phía, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Khi hết thảy ba động tán đi về sau, lộ ra phong vân lông tóc không tổn hao gì thân ảnh. Không, cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Cẩn thận xem chi, phong vân tay phải đang có điểm điểm vết máu nhỏ xuống, mà huyết dịch của hắn đã không còn là trước đó kim sắc, mà là càng tiếp cận với một loại màu xám, thật giống như cùng hỗn độn nhan sắc giống nhau. Loại lực lượng này. Phong vân ánh mắt thâm thúy, như là bầu trời sao mênh mông, hắn nhìn xem chính mình trên bàn tay vết thương, yên lặng tự nói. Ông. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ vĩ đại mênh mông, không thể tưởng tượng nổi khí tức trực tiếp giáng lâm, xung quanh hơn ức km không gian trong nháy mắt bị vô cùng vô tận huyết sắc khí vụ tràn ngập. Mà tại huyết vụ phía trên, thì là một trương to lớn khuôn mặt hình dáng, ánh mắt lạnh lùng quan sát phong vân, như xem sâu kiến. Hồng hải nhất tộc chúa tể. Giáng lâm. Nhân loại, liền là ngươi trảm đệ tử ta An Cero sao? Thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ thần hải không gian long tộc nhung chiến cùng thú tộc hoàng liệt bọn họ nghe được thanh âm này không khỏi giật nảy cả mình cái này mẹ nó là cái nào chủ lá gan lớn như vậy liền hồng hải nhất tộc thủy tổ đệ tử cũng dám cảm hay là tại người ta trên địa bàn lá gan cũng quá lớn chờ một chút nhân loại nhung chiến giống như là nghĩ đến điều gì sao ánh mắt trung lên không phải là gia hỏa kia a tại hắn trong ấn tượng cái này thần hải bí cảnh bên trong người loại cũng liền phong vân có thế nhìn mà thôi cái khác đều là hời hợt một bên khác Hoàng Liệt lộ ra lãnh khốc nụ cười, muốn chết, dám đi trêu chọc chúa tể, xem ra không cần ta động thủ. Hồng Hải nhất tộc chúa tể sao? Phong vân tâm thần nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới, giết cái kia Hồng Hải nhất tộc thần chủ, sẽ có như thế lai lịch. Mặc dù đã sớm biết nó thân phận bất phàm, nhưng không nghĩ tới, sẽ là chúa tể đệ tử. Bất quá coi như Phong vân biết, hắn vẫn như cũ sẽ động thủ. Khi hơn ức khối giới thạch, hắn nói cái gì đều sẽ không buông tha cho, đây chính là liên quan đến hắn phải chăng bước vào thần chủ cấp mấu chốt chỉ là một cái thần vương, vậy mà có thể trảm đệ tử ta, nhân loại quả nhiên là một đám đáng sợ gia hỏa, thiên phú năng lực kém làm cho người tức lộn ruột, thiên phú cao cũng có thể để cho người ta chấn kinh. Hồng Hải chúa tể hờ hững nhìn xem Phong Vân. Mặc dù hắn ẩn tàng rất sâu, nhưng Phong Vân vẫn là từ hắn khí cơ bên trong cảm ứng được một sợi sát ý, hiển nhiên, Hồng Hải chúa tể không có ý định buông tha hắn. Quả nhiên, tại Hồng Hải chúa tể sau khi nói xong, xung quanh kia vô tận huyết vụ cùng nhau phun trào lên, hướng phía Phong Vân tụ lại một loại quỷ quyệt yêu dị lực lượng lưu chuyển, vô cùng kinh khủng. Ngươi trảm đệ tử ta, ta lấy mạng ngươi, thiên kinh địa nghĩa, cho dù là ngươi nhân loại chúa tể biết, cũng không tốt nói cái gì. Hồng Hải chúa tể nhìn xem bị huyết vụ bao phủ Phong Vân, lãnh khốc vô tình nói. Lúc này, Phong Vân thanh âm xuyên thấu qua huyết vụ truyền tới, nghĩ muốn ta mạng, dựa vào lực lượng này vẫn còn không đủ. Xoẹt. Sau một khắc, uy áp mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, tựa như tịnh hóa chi quang, những nơi đi qua, sở hữu huyết vụ đều bị sinh sinh ép diệt, không cách nào tới gần mảy may. Ân. Hồng Hải Chúa Tể to lớn trên mặt lộ ra một vòng kinh dị, thần chủ cấp thể chất sao, khó trách như thế không có sợ hãi. Ầm ầm. Còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng, một cái như như mặt trời sáng chói nắm đấm đã oanh tới, tựa như trời xanh thần quyền, vĩnh hằng vô lượng. Vô cùng lực quyền hướng sâu mà đến, không nhìn sở hữu ngăn cản, một quyền đánh vào Hồng Hải Chúa Tể to lớn trên mặt. Phúc. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, có chỉ là cái kia chôn vùi hết thảy lực lượng hồng hải chúa tể to lớn khuôn mặt như bọc biển giống nhau vỡ vụn tại hào quang tỏa sáng bên trong bị phong mây một quyền đánh nổ chương 638, ta vì thần chủ canh ba một quyền đã diệt hồng hải chúa tể cự hình khuôn mặt về sau phong vân không có chút nào dừng lại điên cùng vận chuyển linh hồn lực bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa giới thạch bây giờ duy nhất sinh cơ chính là hắn thành công bước vào thần chủ cảnh lúc kia hắn đem thu hoạch được so hiện tại mạnh hơn mấy chục lần thậm chí gấp một trăm lần chiến lực Mặc dù không địch lại Hồng Hải chúa tể, nhưng hắn nếu là muốn đi, đối phương cũng ngăn không được. Về phần thông tri Hắc ám chúa tể cùng Lôi Đình chúa tể, này một ít thời gian căn bản vốn không đủ. Chỉ có dựa vào chính hắn. Liều, luyện cho ta. Phong Vân bất chấp hậu quả thiêu đốt linh hồn lực, dùng cái này đem đổi lấy luyện hóa tốc độ. Thiêu đốt linh hồn lực loại này hành vi cơ hồ là tự sát thức, một khi tổn hại, muốn bổ sung trở về, gần như không có khả năng, cuối cùng cả đời đều sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng, thậm chí thiên phú rơi xuống thuộc về không thể nghịch hành vi nhưng đối phong vân tới nói đây chỉ là vấn đề nhỏ bởi vì hắn có hình chiếu kính hoàn toàn có thể thông qua soát hình chiếu tuôn ra linh hồn thiên phú dung hợp tới chữa trị chính mình thương thế đừng nói là di chứng thậm chí còn có thể tiến bộ ngư tinh hay không cho nên nói dưới loại tình huống này phong vân không có chút gì do dự quả quyết lựa chọn thiêu đốt linh hồn lực đến gia tốc chính mình luyện hóa trình một khối lại một khối giới thạch như mưa dung nhập phong vân trong cơ thể bị hắn thần cách hấp thu trong cơ thể thế giới quy mô cũng đang nhanh chóng mở rộng lấy. 600 v đúc km 1.000 v km 2.000 v km 5.000 v km Mà vừa lúc này, toàn bộ thần hải bí cảnh, bao quát thần hải không gian, bỗng nhiên kịch liệt lay động. Tiếp lấy Oanh Một cổ bao trùm vũ trụ chúng sinh phía trên uy áp trong nháy mắt giáng lâm, đồng thời tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thần hải bí cảnh, cùng thần hải không gian thần chủ nhóm đều trực tiếp bị cổ uy áp này bức đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Đây cũng không phải là là không gian, cũng không phải thời gian lực lượng, mà là một loại sinh mệnh cấp độ to lớn khác biệt gây nên áp bách. Tại cái này loại lực áp bách dưới, trên lệch to lớn sinh linh, liền như là con kiến hôi, căn bản bất lực chống lại. Loại lực lượng này. Nhung chiến cùng hoàng liệt đồng dạng không cách nào động đậy, trong mắt lướt qua một vòng kinh hải, bọn họ biết. Hồng hải chúa tể, xuất thế. Đối phó một cá nhân loại thần vương, lại muốn vận dụng chúa tể lực lượng. Nhung Chiến cảm thấy không cách nào tưởng tượng, gia hỏa kia, thật có như thế chiến lực sao? Hoàng Liệt cũng tương tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phong vân vậy mà có thể làm cho chúa tể vận dụng cứu cực lực lượng. Phần này chiến lực nhưng hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Hắn tự hỏi tự mình làm không đến một bước này. Bất quá coi như mạnh hơn, tại chính thức chúa tể cấp lực lượng trước mặt, cũng phải bị ép diệt. Hoàng Liệt trên mặt tươi cười, phản phất nhìn thấy phong vân tan thành mây khói hạ tràng, tâm tình đừng đề cập nhiều thoải mái dạng này nhân loại thiên kiêu, vẫn là chết tốt. Mà lúc này, thần hải không gian bởi vì hồng hải chúa tể giáng lâm, trở nên lung lay sắp đổ lên, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ vụn. Bất quá chung quy là ổn định lại. Giờ phút này, tại thần hải không gian bên trong sở hữu thần chủ nhóm đều là tâm thần kinh hải nhìn lên trên bầu trời. Nơi đó, một đạo nguy nga bóng người màu đỏ ngòm đứng ngạo nghễ, dẫm đạp trên hư không. Hắn chừng hơn ngàn km, toàn thân mặt huyết sắc y giáp, liền làn da đều hiện ra huyết hồng sắc đôi mắt kia như là có thể nhìn thấy vũ trụ huyền bí, nhưng xung quanh bên trong hết thảy đều rung rẩy lên. Oanh! Toàn bộ thần hải không gian, mặc kệ là hoang dã, vẫn là rừng rậm, nghi hoặc sa mạc, núi cao chờ một chút, lúc này đều tất cả đều gặp được một cổ không cách nào ngăn cản vi ác. Ở chỗ này thần chủ nhóm đều toàn thân phát rung, đó là bọn họ không cách nào chống lại lực lượng. Hồng, Hồng Hải Chúa Tể, Giáng Lâm. Đến tục cùng là ai, lại, vậy mà bức Hồng Hải Chúa Tể Giáng Lâm. Vô luận là ai, đều chết chắc đại bộ phận vũ trụ thần chủ cũng không biết là lúc trước hồng hải chúa tể trong miệng nhân loại là ai nhưng bọn hắn cũng lười quan tâm tới cái này dù sao vô luận là ai tại chúa tể trước mặt đều hẳn phải chết không nghi ngờ hồng hải chúa tể đứng trên hư không trong nháy mắt nắm giữ thần hải không gian bên trong hết thảy hắn huyết mâu xuyên thấu qua từng tầng từng tầng trở ngại trực tiếp nhìn thấy chính lúc trong bóng tối tu hành phong vân nhân loại vậy mà lúc này còn tại tu hành hồng hải chúa tể trong hai con ngươi lướt qua một tia lãnh ý chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lấy tay đối xa xôi bên ngoài phong vân nhẹ nhàng một nắm. Oanh! Khi núp trong bóng tối đang tại tu hành phong vân, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ không cách nào tưởng tượng áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, liền phản phất có một cái vô hình bàn tay lớn bắt hắn lại, đang tại nắm chặt, muốn đem cả người hắn bóp nát giống như. Tạch tạch tạch! Tại cái này loại vô khổng bất nhập cường đại áp lực dưới, phong vân thần chủ cấp thể chất đều không thể chống lại, truyền ra từng sợi xương cốt sai chỗ thanh âm. Nhưng hắn thờ ơ, thậm chí liền mí mắt đều không có nhất, vẫn như cũ bình lòng vững dạ tại tu hành, không ngừng luyện hóa giới thạch. Ân. Luyện hóa giới thạch, ngươi là muốn bước vào thần chủ cảnh sao? Đáng tiếc, mặc dù ngươi thành công tiến giai, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi, chúa tể lực lượng, ngươi không cách nào tưởng tượng. Hồng Hải chúa tể thanh âm lạnh như băng truyền đến, không có chút nào tình cảm, làm cho lòng người ngọn nguồn phát trung. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi nguyên thủy thế giới cùng vũ trụ võ giả công hội tổng bộ. Lôi Đình chúa tể cùng Hắc Ám chúa tể cơ hồ cùng một thời gian có cảm ứng, bọn họ một bước phóng ra, đi vào hư không chi đỉnh, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm thần hải bí cảnh phương hướng, xuyên qua hết thảy không gian cùng khoảng cách cách trở. Trong nháy mắt liền thấy thần hải không gian bên trong, hồng hải chúa tể đối phong vân ra tay tràn cảnh. Lập tức, bọn họ sắc mặt biến hóa. Không tốt, phong vân gặp nguy hiểm. Lão quỷ này, vậy mà không để ý quy củ, một mình đối chúa tể phía dưới tồn tại ra tay. Hai đại chúa tể thần sắc kinh sợ, giống nhau quý làm chúa tể, là kinh thường đánh giết so với chính mình nhỏ yếu sinh linh nhưng hồng hải nhất tộc thủy tổ chúa tể tính tình cổ quái làm việc toàn bộ nhờ tâm tình căn bản vốn không để ý loại quy củ này giết đi qua không tiếc bất cứ giá nào cứu phong vân ngay tại hai vị chúa tể chuẩn bị đánh đổi một số thứ cưỡng ép nhanh chóng phủ xuống thời giờ đợi bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi hình tượng thời gian trở lại vài phút trước đó phong vân đụng phải hồng hải chúa tể công kích dù cho là thần chủ cấp thể chất cũng đến tràn ngập nguy hiểm địa phương tự hồ đạt tới cực hạn mà lúc này đây trong cơ thể hắn thần cách thế giới cũng tại kịch liệt mở rộng bên trong rốt cục nên đón thăng hoa ầm ầm khi thể nội không gian tăng trưởng đến một ức km về sau trong nháy mắt phong vân ý thức phản phất cộng hưởng đánh vỡ một loại nào đó trói buộc cảm ứng được vũ trụ mênh mông thế giới bản nguyên đây là một mảnh rộng lớn vô cùng vô tận đại địa căn bản không cảm ứng được cái khác tồn tại chỉ có một sợi lại một sợi thế giới lực lượng du đảng cái này liền là thế giới lực lượng sao phong vân ý thức hóa thành thực thể chậm rãi vươn ra hai tay, giống như là đem trọn cái vũ trụ ôm vào trong ngực. Ta vì, thần chủ. Ầm ầm. Chương 639, thế giới hình chiếu VSC quy tắc lực lượng. Canh 1. Thần hải không gian bên trong, Hồng Hải chúa tể sắc mặt lạnh lùng, mặc dù hắn cái này vẻn vẹn một bộ hóa thân, nhưng cũng có bình thường chúa tể lực lượng, đối phó một cái chỉ là thần vương, tự nhiên không nói chơi. Nghiền chết phong vân, liền cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt bao nhiêu. Dạng này nhân loại thiên kiêu, vẫn là chết tốt, bằng không thì ức vạn kỹ về sau nhân loại tộc quần lại sẽ thêm ra một cái cường đại chúa tể hồng hải chúa tể nội tâm yên lặng nói hồng hải nhất tộc mặc dù thuộc về sinh mệnh đặc thù tộc đàn được trời ưu ái mỗi một cái hồng hải nhất tộc thành viên đều có cực cao điểm xuất phát nhưng thành cũng như thế bại cũng như thế nguyên nhân chính là vì hồng hải nhất tộc điểm xuất phát quá cao cho nên thành tựu chúa tể cũng liền phá lệ khó toàn bộ hồng hải nhất tộc tăng thêm hắn cũng mới hai cái chúa tể mà thôi sao mà rất ít cho nên hồng hải chúa tể khi nhìn đến phong vân tuyệt thế thiên phú lúc liền động sát cơ dạng này thiên phú tương lai tất nhiên thành tựu chúa tể với lại còn không phải bình thường chúa tể mặc dù hồng hải nhất tộc cùng nhân loại tộc quần ở giữa không có cái sau cùng thú tộc như vậy không chết không thôi nhưng cũng không phải lương thiện quan hệ nói cho đúng trong vũ trụ không có gì ngoài tộc đàn phụ thuộc bên ngoài những cái kia cường đại tộc đàn ở giữa đều là đối lập lẫn nhau cái gọi là không phải tộc ta bên trong chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nói chính là cái đạo lý này chết đi. Hồng Hải chúa tể nội tâm lạnh lùng vô cùng nói, trên tay lực đạo bỗng nhiên tăng thêm, mà nơi xa bao phủ phong vân huyết vụ áp lực cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhưng mà, đoán trước trong đó vẫn diệt tràn cảnh không có phát sinh. Không, đừng nói vẫn diệt, liền một chút thụ thương dấu hiệu đều không có phát sinh. Ân. Hồng Hải chúa tể ánh mắt nhất động. Ngay lúc này. Oanh. Trong huyết vụ trong chốc lát sáng lên chói mắt quang mang, vô số đạo quang mang hóa thành che trời cột sáng, vượt qua chân trời, Đối liền đất trời. Toàn bộ bầu trời bị một mảnh quang huy chia cắt thành hai khối, những cái kia huyết sắc sương mù lập tức suy yếu, thậm chí bị chôn vùi, hóa thành khói xanh lượn lờ, theo gió mà qua. Ù ù âm thanh ở trên bầu trời khoái động, phong vân xuất hiện. Ngươi vậy mà bước vào thần chủ cảnh. Hồng Hải chúa tể kinh ngạc nhìn xem phong vân, tuyệt đối không nghĩ tới cái sau tại áp lực thật lớn hạ vậy mà đột phá, phần này tư chất, quả nhiên để cho người ta ghé mắt. Cường đại thiên phú hồng hải chúa tể huyết sắc trên người một tầng lại một tầng huyết mang quanh quẩn giống như huyết toản trong suốt sáng long lanh tại yêu dị bên trong mang theo thần thánh cảm giác nhưng ngươi vẫn không rõ trên lệch cảnh giới xoẹt theo hồng hải chúa tể huyết mâu khẽ động lập tức kia nối liền trời đất cột sáng đông kết biến thành bức tranh giống nhau để cho ta tới dạy dỗ ngươi vì vì trên lệch giam cầm trạng thái dưới hồng hải chúa tể lại lần nữa xa xa đối phương xa phong vân mãnh lực một trảo oanh tiếp theo một cái chớp mắt thiên địa nứt ra một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng huyết sắc móng vuốt nhô ra, hướng phía phong vân ép xuống. Một màn này quá mức sợ hãi, nhung chiến cùng hoàng liệt bọn họ chờ thần chủ điên cùng chạy trốn, như tị xà hạt. Chúa tể ra tay, chúng sinh đều là sâu kiến, ai có thể chống lại. Chết chắc, gia hỏa này chết chắc. Hoàng liệt một bên điên cùng chạy trốn, một trọng quay đầu nhìn lại, như muốn tận mắt thấy phong vân vẫn diệt nơi này tràn cảnh. Nhưng sau một khắc, hắn đôi mắt cũng phí trừng lớn, bên trong tràn đầy kinh ngạc, giống như là nhìn thấy đời này nhất khó có thể tin sự tình. Chỉ thấy kia to lớn vô cùng huyết sắc móng vuốt rơi xuống lúc, nguyên bản không nhúc nhích phong vân bỗng nhiên nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại móng vuốt phía trên. Băng. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Khi to lớn huyết sắc móng vuốt trong nháy mắt sụp đổ, như là tao ngộ không thể ngăn cản vĩ lực. Làm sao có thể? Một bên khác, một mực vụn trộn chú ý nhung chiến trong mắt đều muốn tuôn ra đến. Đây chính là chúa tể một kích, lại bị nhân loại kia thần vương như thế tùy tiện đánh tan hắn không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi. Trên không trung, cao đại thượng ngàn km hồng hải chúa tể cúi đầu nhìn xem cái kia cái trong mắt hắn như sâu kiến bình thường nhân loại, trong mắt lần thứ nhất toát ra chấn động. Loại lực lượng này, đã vượt xa khỏi thần chủ cấp vốn có. Cái này bị hù dọa sao, vừa mới chỉ là ta một phần mười chiến lực, tiếp xuống. Phong vân từng bước một đi đến không trung, cùng hồng hải chúa tể ngang hàng, mới là ta chân chính, lực lượng. Thế giới hình chiếu, ra. ầm ầm Thiên địa bỗng nhiên thất sắc, quan huy tận diệt. Một cái mênh mông vô cùng thế giới hình chiếu từ trời rơi xuống, tựa như chân thực, trong nháy mắt, đem trọn cái thần hải không gian đều bao trùm. Đây là, thế giới hình chiếu. Hơn ức km thế giới hình chiếu, thiên, thiên A. Xa xôi bên ngoài thần chủ nhóm thấy cảnh này, bị kinh nói không ra lời, mí mắt đều đang run rẩy. Bình thường thần chủ, cho dù đạt đến đại viên mãn, cũng liền mấy trăm vạn km trong cơ thể thế giới mà thôi. Mà bây giờ, nhân loại kia thần chủ lần đầu bước vào thần chủ cảnh, liền có được hơn ức km trong cơ thể thế giới. Cái này đặc sao, sinh mệnh đặc thù thể đều không có biến thái như vậy a. À? Hơn ức km thế giới hình chiếu. Hồng hải chúa tể cũng khó nén chấn kinh, nhưng nhất làm cho kinh động cũng không phải là cái này, mà là thế giới hình chiếu này vậy mà cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Chỉ là thế giới hình chiếu, có như thế bi lực. Một giây sau hắn cũng biết. Khi thế giới hình chiếu kia hướng hắn che tới lúc đợi, toàn bộ thần hải không gian đều trong nháy mắt vỡ nát, không chịu nổi áp lực khổng lồ, sụp đổ một màn này nhường hồng hải chúa tể con ngươi co rút nhanh thế giới hình chiếu có thế làm đến bước này đây cũng không phải là thế giới hình chiếu liền xem như thế giới chân thật chỉ sợ đều làm không đến một bước này theo thế giới hình chiếu rơi xuống mạnh như hồng hải chúa tể đều cảm nhận được một loại không cách nào tưởng tượng cảm giác ác bách hắn hơn ngàn km huyết thể bao quát bên trong linh hồn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét quy tắc lực lượng cho ta trấn áp không kịp chờ đợi phía dưới hồng hải chúa tể vận dụng cổ này hóa thân bên trong còn sót lại quy tắc lực lượng đây là hóa thân lực lượng mạnh nhất sử dụng sau đó mặc kệ đối thủ như thế nào hắn cổ này hóa thân liền muốn sụp đổ bất lực duy trì để ngươi kiến thức chân chính chúa tể cấp lực lượng hồng hải chúa tể gầm nhẹ một tiếng trên thân huyết quang như nước thủy triều ngưng tụ vào một điểm cuối cùng hóa thành một vòng huyết quang đâm tới đây là quy tắc lực lượng hiển hóa một điểm huyết mang nhìn như nhỏ bé nhưng phía sau lại đại biểu cái vũ trụ này bản chất nhất lực lượng nhưng mà khi kia huyết mang phóng tới thế giới hình chiếu lúc, lại gặp phải không cách nào tưởng tượng trở ngại. Nhìn như hư ảo thế giới hình chiếu, lại kiên cố đến bất khả tư nghị bước, mặc cho kia huyết mang như thế nào thiêu đốt, chỉ xuyên qua một nửa, liền bất lực. Cái gì? Tại cuối cùng sụp đổ trong nháy mắt, Hồng Hải Chúa Tể thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến, tâm hồ bên trong nhất lên sóng biển ngập trời. Đây là cái gì thế giới hình chiếu, thậm chí ngay cả quy tắc lực lượng cũng có thể ngăn trở. Mặc dù đây chẳng qua là một tia, nhưng cũng là quy tắc lực lượng, đảo vũ trụ bên trong hết thảy lực lượng. Mà bây giờ, lại bị một cái chỉ là thế giới hình chiếu ngăn lại, đùa gì thế? Chương 640, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. Canh 2 Phong vân cùng Hồng Hải chúa tể một trận chiến kết thúc, cuối cùng về sau người hao hết quy tắc lực lượng mà sụp đổ. Kết quả này là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Vậy mà, thắng. Long tộc thiên kiêu nhung chiến nhìn xem cái kia độc lập với tại thần hải trên thon dài thân ảnh, kinh ngạc thất thần hắn mặc dù tự phụ cao ngạo, nhưng giờ khắc này, nội tâm cũng không khỏi bị phong mây chiết phục. Thần chủ chi cảnh, nhưng cùng chúa tể một trận chiến, loại hiệu quả này thì tương đương với lấy phàm nhân thân thế, sánh vai thần linh lực lượng. Thử hỏi từ xưa đến nay, có thế có mấy vị? Bực này thiên tài, vì sao giờ này ngày này mới xuất thế, không phải là nhân tộc tuyết tàn vương bài? Nhung chiến phản phất đoán trước tương lai một góc, phong vân chủ thế gian chìm nổi, nhân loại tộc quần đem đạt tới chưa từng có cường thịnh thời khắc. Chuyện hôm nay truyền ra, chỉ sợ vũ trụ bên trong không ít tộc đàn liền muốn vì thế chấn động nhung chiến nhìn xem nơi xa đã bị dọa ngốc hoàng liệt trong lòng tự nói về phần cái khác thần chủ đã sớm hỗn độn một mảnh không kềm chế được xa xôi bên ngoài nguyên thủy thành cùng vũ trụ võ giả công hội tổng bộ hắc ám chúa tể cùng lôi đình chúa tể lúc này cũng đều như như pho tượng riêng phần mình thần sắc kinh sợ trệ trong mắt bao hàm không thể tưởng tượng nổi mặc dù bọn họ biết được phong vân thiên phú rất cao chiến lực vô cùng nhưng chưa hề nghĩ đến vậy mà có thế chính diện đánh tan hồng hải nhất tộc thủy tổ chúa tể hóa thân tại bọn họ trong dự liệu phong vân có thế trốn tới liền đã cực kỳ không nổi nhưng mà tình huống hiện thực lại là phong vân lấy thần chủ chi cảnh chiến bại đối phương chỉ ở tất vuông ở giữa loại này cường đại đã vượt quá tưởng tượng dù cho là chúa tể cũng không thể bình tĩnh tâm thần khó định qua hồi lâu thế giới giả tưởng lôi đình vị diện nhân loại tộc quần hai đại chúa tể ở đây chạm mặt phong vân cái này cũng quá biến thái a lôi đình chúa tể nghẹn nửa ngày, phun ra một câu nói kia. Đúng vậy a, à, ta cho là hắn bước vào thần chủ cảnh là vì trốn tới, kết quả hắn vậy mà trực tiếp đem lão già kia chúa tể hóa thân cho diệt. Hắc ám chúa tể cười khổ một tiếng. Ha ha, thần chủ cảnh liền sánh vai chúa tể chiến lực, cái này tại vũ trụ lịch sử kỷ nguyên thượng một cái tay đều đếm đi qua, nhân loại chúng ta tộc đàn, hưng thịnh có hy vọng. Lôi đình chúa tể chợt cười to lên. Hắc ám chúa tể nhưng không có lạc quan như vậy, hắn cau mày nói, phong vân quá mức xuất sắc việc này nếu là truyền đi tất nhiên sẽ thu nhận vũ trụ rất nhiều tộc đàn ám sát nhất là trùng tộc cơ giới tộc cùng thú tộc cái này tam tộc cùng chúng ta không chết không thôi làm sao có thể sẽ ngồi nhìn phong vân trưởng thành lôi đình chúa tể cũng nghĩ đến việc này ngưng trọng gật gật đầu còn cốt phong vân cho tới nay là lấy đao kiếm vương thân phận đi ra ngoài lịch luyện liên quan tới hắn thân phận chân thật chỉ có chúng ta mấy cái biết được cái này đại đại bảo hộ hắn an toàn có đao kiếm vương tầng này thân phận tại chỉ cần đem phong vân rất cốt che giấu mặc cho những dị tộc kia sát tâm như thế nào nặng nề sợ là đều bị mơ mơ màng màng ân ừ, dạng này chúng ta liền có thể đem phong vân tư liệu cùng đao kiếm vương cũng nhóm đi ra liền nói đao kiếm vương là đệ tử ta sớm mấy năm một mực tại ta thần quốc trong thế giới tu hành bây giờ rốt cục xuất thế lôi đình chúa tể suy nghĩ một chút nói bọn họ muốn tạo thành biểu hiện giả dối cái kia chính là đem phong vân tiểu hào me đao kiếm vương tạo thành một người khác dạng này vũ trụ dị tộc môn liền không quá sẽ đem lực chú ý tập trung ở phong vân trên thân có thể, cứ làm như thế. Hắc ám chúa tể gật gật đầu. Phong vân bây giờ thế nhưng là nhân loại tộc quần cường thịnh hy vọng, tự nhiên không thể có nửa chút sơ suất. Thần hải bí cảnh. Phong vân lập ở trên không trung, cảm giác trong lòng có hào tình vạn trượng, hồng hải chúa tể lại như thế nào, quy tắc lực lượng lại như thế nào, tại hắn mười hệ thần quốc dưới thế giới, yếu ớt như tờ giấy. Giờ phút này, tại hắn thần cách bên trong, thế giới không gian đã đạt tới dọa người một ức km. Mà cái này, vẹn vẹn thần chủ sơ kỳ mà thôi sau này còn có trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, mỗi một lần tiến giai đều là một lần đại nhảy lên, cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì quy mô, phong vân mình cũng không cách nào xác định. Hắn vẫn là câu nói kia, vượt qua người khác tưởng tượng, cũng vượt qua hắn chính mình tưởng tượng. Chủ nhân Lúc này, nơi xa lướt đến mấy bóng người, nhanh chóng đi tới gần, chính là thất khước thần chủ bọn họ. Giờ phút này bọn họ mặt mũi tràn đầy đều là kính ngưỡng cùng hưng phấn. Chúc mừng chủ nhân, thành tựu thần chủ, chiến lược đuổi sát chúa tể sau ngày hôm nay ngài nhất định dương danh vũ trụ ức vạn tộc đàn vô số sinh linh chấn động theo thất khước thần chủ chúc mừng nói đúng vậy a à, lấy thần chủ chiến bại chúa tể hóa thân như thế hành động vĩ đại đơn giản kinh thế hải tục phong vân lắc đầu chỉ nói câu nào nơi đây không nên ở lâu hắn lần này thao tác mặc dù tú người tê cả da đầu nhưng nếu là truyền đi nhất định sẽ khiến vũ trụ chấn động mạnh không biết bao nhiêu dị tộc muốn ám sát hắn ở lại chỗ này nữa hẳn phải chết không nghi ngờ, linh lợi. Lập tức, phong vân một đoàn người liền ngồi thần long hào cứ vậy rời đi, không có chút nào dừng lại. Gắn xong bê liền chạy thật đặc sao kích thích. Mà cũng không lâu lắm, phong vân lấy thần chủ cảnh chiến bại chúa tể hóa thân tin tức cũng truyền đến vũ trụ từng cái tộc đàn nơi đó. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là một trận chấn động mạnh. Từ chúa tể, cho tới hạ vị thần, phàm là biết được tin tức này, không có một cái nào không làm tới kinh ngạc. Nhất là cơ giới tộc, thú tộc cùng trùng tộc, có thể nói là cả tộc chấn động. Bọn họ đều cùng nhân loại tộc quần có kéo dài ức cổ cừu hận, làm sao có thể ngồi nhìn nhân loại có như thế yêu nghiệt sinh ra. Một tòa mênh mông rộng lớn đại điện bên trong. Nơi này tụ tập chính đạo vĩ ngạn thân ảnh, mỗi một cái đều thâm bất khả trắc, đứng ở nơi đó, phản phất thiên địa vũ trụ lấy làm trung tâm. Cái này chính vị, chính là thú tộc cửu đại thần tộc các chúa tể. Thú tộc bao hàm toàn diện, nhưng chân chính chính quyền chủ đạo, lại là chính đại thần thú tộc đàn, bọn họ mới là chủ sự không bao lâu, thiên hoàng tộc chúa tể mở miệng, tin tức chắc hẳn các ngươi đều nghe nói, về phần thật giả, vừa mới hoàng liệt cho ta truyền tin tức, hắn lúc ấy ngay tại hiện trường, có thể nói thiên chân vạn sát. Lời này vừa ra, còn lại tám vị chúa tể đều là sắc mặt biến hóa, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mây khói. Nhân loại tộc quần ra bực này yêu nghiệt, tất sát chi, bằng không thì trưởng thành, chúng ta lại đem thêm một cái kẻ địch đáng sợ. Đến từ thần thú ba xà nhất tộc chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Đây là tự nhiên, bất quá chúng ta không thể trắng trợn đi làm, dạng này đồng đẳng với nhân tộc khai chiến, cần điều động một chút tử sĩ đi thi hành ám sát nhiệm vụ. Ta nghĩ, chúng ta trước tiên có thể liên hệ trùng tộc cùng cơ giới tộc, ta nghĩ, bọn họ hẳn là giống như chúng ta, đều bức thiết hy vọng nhân loại kia yêu nghiệt vẫn lạc. Có đạo lý.